Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn khoa học lớp 5, trang 30-33, bài 8 sử dụng năng lượng điện. Yêu cầu cần đạt, nêu được một số quy tắc cơ bản về an toàn điện và tuân thủ các quy tắc an toàn điện trong tình huống thường gặp. Nêu và thực hiện được cái việc làm thiết thực để tiết kiệm năng lượng điện ở trường và ở nhà. Đề xuất và trình bày được những cái việc cần làm để sử dụng an toàn tiết kiệm năng lượng điện một cách đơn giản dễ nhớ, như dùng hình ảnh sơ đồ để vận động gia đình và cộng đồng cùng thực hiện. Mở đầu, khi dùng năng lượng điện để thắp sáng chạy máy thì người ta thường lấy điện từ đâu? Nêu một số tình huống không an toàn khi sử dụng điện mà em biết. Như vậy, khi dùng năng lượng điện để thắp sáng chạy máy thì người ta thường lấy điện từ nhà máy thủy điện, nhiệt điện. Một số tình huống không an toàn khi sử dụng điện mà em biết là cắm phích điện khi tay ướt nè, dùng điện thoại khi đang sạc pin, sử dụng thiết bị đang bị rò rỉ điện như hở dây dẫn v.v. Số 1 nhỏ an toàn khi sử dụng điện. Khám phá một, thảo luận và chia sẻ với bạn. Ngoài thắp sáng chạy máy thì điện còn được sử dụng vào những việc gì? Quan sát hình 1 cho biết điện được truyền từ nhà máy điện đến ổ điện của mỗi gia đình, cơ quan, trường học như thế nào? Như vậy các em quan sát hình 1. Thì ở đây các em thấy là từ nhà máy thủy điện thì điện sẽ được qua trạm biến thế tăng áp, rồi đến đường dây, chuyển đến đường dây cao thế, rồi đến trạm biến thế hạ áp, sau đó mới truyền tới nơi sử dụng điện. Như vậy ngoài thắp sáng chạy máy điện thì điện còn được sử dụng vào những việc như đốt nóng, nồi cơm điện, truyền tin, điện thoại, làm lạnh, vân vân. Hình 1 cho biết điện từ được truyền từ nhà máy thủy điện đến trạm biến thế tăng áp qua các đường dây cao thế, điện được truyền đến trạm biến thế giảm áp, rồi đến ổ điện của mỗi gia đình, cơ quan, trường học. Hai nhỏ quan sát hình 2 và cho biết việc nên làm, không nên làm để đảm bảo an toàn cho con người. Các em quan sát hình A thì các bạn nhỏ chơi thả diều vướng vào các dây điện. Rồi hình B là phơi quần áo ở trên các dây điện. Rồi hình C là các chú thợ điện đang sửa đường dây điện. Rồi hình D các bạn leo trèo hàng rào bảo vệ của trạm điện. Như vậy, trong hình 2, để đảm bảo an toàn cho con người, những việc không nên làm là: A. Không nên thả diều gần hoặc là dưới đường dây điện. B. Không phơi quần áo trên đường dây điện. D. Leo trèo tại trạm biến áp. Như vậy, việc nên làm đó là C. Thợ điện mặc sử dụng đồ bảo hộ khi làm việc với đường dây điện trên cao. Tiếp theo, số 3 nhỏ quan sát hình 3, 4 và cho biết trường hợp nào sử dụng điện an toàn, trường hợp nào không an toàn vì sao. Trường hợp A thì ở đây người ta đẩy các cái chỗ ổ cắm điện ở đây, người ta sẽ đẩy lại. Rồi hình B thì một lúc sử dụng rất nhiều thiết bị trên một cái ổ cắm điện. Rồi hình D thì sử dụng tay rút điện ở phía đường dây. Rồi hình D thì rút điện cầm ở phía đồ cắm. Như vậy, tiếp theo hình 4 thì sử dụng quá nhiều thiết bị trên một cái ổ điện thì sẽ gây cháy nổ. Rồi hình D khi thấy nước rò rỉ thì ngắt cầu dao. Như vậy, trong hình 3, trường hợp A sử dụng điện an toàn vì bịt ổ điện khi không sử dụng đến tránh trường hợp trẻ em nghịch cho ngón tay vào ổ điện. Trường hợp B, C
Yeah. Sử dụng điện không an toàn vì trường hợp B. Dây kết nối thiết bị chưa được tháo ra. Trong hình 3, trường hợp A sử dụng an toàn vì bịt ổ điện khi không sử dụng đến, tránh trường hợp trẻ em nghịch cho ngón tay vào ổ điện. Trường hợp B, C, D sử dụng điện không an toàn vì trường hợp B, dây điện kết nối thiết bị chưa được tháo ra hoàn toàn, dây điện máy tính quạt chưa được thu gọn. Trường hợp C, dây điện có thể bị đứt hỏng ổ cắm. Trường hợp D, cắm điện vào lúc trời sấm sét có thể bị sét đánh. Trong hình 4, trường hợp A sử dụng điện không an toàn vì sử dụng nhiều thiết bị trên một ổ cắm điện dẫn đến quá tải, dễ bị chập điện vì cháy nọ, cháy ổ cắm các thiết bị đó. Trường hợp B sử dụng điện an toàn vì khi muốn ngắt cầu giao điện bị nhiễm nước thì bạn học sinh đã giữ an toàn cho mình bằng cách ngồi lên ghế gỗ cách tiện với nguồn nước. Bốn nhỏ kể thêm một số trường hợp sử dụng điện an toàn và không an toàn. Một số trường hợp sử dụng điện an toàn là không cầm các vật bằng kim loại cắm vào ổ lấy điện, sử dụng dây điện có vỏ bọc đầy đủ, dùng bút thử điện thử ổ cắm khi nghi ngờ bị hở điện, lau khô tay hoặc sử dụng khăn khô để cắm vít điện. Một số trường hợp sử dụng điện không an toàn là sử dụng điện thoại khi đang sạc pin, sử dụng loại dây điện bị hở hoặc là kém chất lượng, sử dụng nhiều thiết bị cùng một lúc. Câu hỏi, để an toàn khi sử dụng điện chúng ta cần tuân thủ những quy tắc gì? Đề xuất việc cần làm để sử dụng điện an toàn cho gia đình và những người xung quanh. Như vậy, để an toàn khi sử dụng điện thì chúng ta cần tuân thủ theo các biển báo an toàn điện. Không chơi hoặc đến gần đường dây điện, trạm biến áp, tuyệt đối không chạm tay vào chỗ hở của đường dây điện, lỗ ở ổ cắm điện. Việc cần làm để sử dụng điện an toàn cho gia đình và những người xung quanh là thường xuyên kiểm tra hệ thống điện tại gia đình theo định kỳ hàng tuần, hàng tháng, dán các biển báo an toàn điện tại khu vực cần thiết. Khi phát hiện có hiện tượng hở điện cần thông báo tới người lớn, tiến hành dập cầu giao điện để kiểm tra. Tổ chức buổi hướng dẫn sử dụng an toàn tại các hộ gia đình trong hàng năm. Em có biết để cảnh báo mọi người về an toàn điện ở nơi công cộng thì người ta đã sử dụng các biển báo ở hình 5. Các em quan sát ở hình 5. Đây là các cái biển báo hai nhỏ tiết kiệm năng lượng điện. Các nguồn năng lượng như than đá, dầu mỏ, khí tự nhiên dùng để sản xuất điện, chúng cần rất nhiều năm để hình thành và đang dần cạn kiệt. Năng lượng nước chảy từ trên cao xuống, năng lượng mặt trời, năng lượng gió có thể sử dụng để sản xuất điện. Nhưng các nguồn năng lượng này không dễ khai thác hoặc là không sẵn có ở mọi thời điểm. Do đó chúng ta cần sử dụng điện một cách hợp lý và tiết kiệm. Khám phá số 1 nhỏ quan sát hình 6 nêu những việc cần làm để tiết kiệm năng lượng điện. 2 là nêu các trường hợp sử dụng điện lãng phí ở gia đình và trường của em, đề xuất các cách tiết kiệm năng lượng điện cho gia đình và nhà trường. Thì chúng ta quan sát hình 6, những cái việc cần làm để tiết kiệm năng lượng điện đó là tắt thiết bị điện khi không sử dụng, rồi sử dụng đèn tiết kiệm điện nè, hạn chế số lần mở tủ lạnh và thời gian mở tủ, tắt tivi khi không sử dụng, cài đặt nhiệt độ hợp lý cho máy điều hòa. Như vậy, số 1
Ở hàng 6, những việc cần làm để tiết kiệm năng lượng điện đó là tắt thiết bị điện khi không sử dụng, sử dụng đèn tiết kiệm điện, hạn chế số lần mở tủ lạnh và thời gian mở tủ, cài đặt nhiệt độ hợp lý cho máy điều hòa, tắt tivi khi không sử dụng. Hai nhỏ các trường hợp sử dụng điện lãng phí ở gia đình và trường của em là sử dụng đèn thắp sáng cả ngày, không tắt quạt khi cả lớp ra ngoài thể dục hoặc là đi ra về, bật tivi xem cả buổi, sử dụng điều hòa ở nhiệt độ thấp, bật nhiều thiết bị cùng một lúc như tivi, quạt, điều hòa, máy tính. Cách tiết kiệm năng lượng điện cho gia đình và nhà trường đó là nâng cao ý thức của mỗi người về tiết kiệm điện sau khi sử dụng các thiết bị điện phải tắt. Nhắc nhở bạn bè, người thân trong gia đình thực hành tiết kiệm điện, sử dụng hợp lý nguồn điện trong gia đình, nhà trường. Dùng các loại đèn tiết kiệm điện, chỉ sử dụng điều hòa khi cần thiết và ở một nhiệt độ phù hợp. Kiểm tra hoạt động của các thiết bị điện theo tháng. Tiếp theo trả lời câu hỏi 1. Vì sao nên bật bình nóng lạnh trước khi tắm khoảng 15 phút và tắt nước khi tắm? Thì chúng ta nên bật bình nóng lạnh trước khi tắm khoảng 15 phút và tắt trước khi tắm vì tránh vừa tắm vừa để bình nóng lạnh hoạt động có thể gây rò rỉ điện ra dòng nước rất nguy hiểm, giúp bình không phải hoạt động nhiều nên sẽ không lo bị quá tải, làm thiết bị hỏng, tiết kiệm điện chi phí sửa chữa. Việc tắt bình nước trước khi tắm sẽ giúp tiết kiệm điện, tránh gây lãng phí trong quá trình sử dụng. Câu 2. Vì sao không nên là ủi quần áo trong phòng có bật máy điều hòa nhiệt độ? Thì không nên là ủi quần áo trong phòng có bật máy điều hòa nhiệt độ vì bàn là và máy điều hòa nhiệt độ là hai thiết bị sử dụng công suất điện lớn. Khi sử dụng đồng thời hai thiết bị này có thể gây ra tình trạng quá tải điện. Mặt khác, sử dụng bàn là quần áo trong phòng có bật máy điều hòa, bàn ủi sẽ lâu nóng, hiệu quả là ủi không cao. Ba nhỏ xây dựng bản quy tắc sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, đơn giản, dễ nhớ và vận động mọi người cùng thực hiện. Bản quy tắc sử dụng an toàn điện tiết kiệm, đơn giản, dễ nhớ. A. Tay khô hãy cắm phích điện. B. Hãy tắt điện nếu như bạn không dùng. Mở tủ lạnh khi cần thiết. Điều hòa nhiệt độ phù hợp sẽ mát. Không nghịch các ổ điện, các thiết bị điện. Điện hở cần báo ngay. Kiểm tra thiết bị điện, lưới điện định kỳ. Em đã học, để an toàn khi sử dụng điện cần tuân thủ theo các biển báo an toàn điện. Không chơi hoặc đến gần đường dây dẫn điện, trạm biến áp, tuyệt đối không chạm vào chỗ hở của đường dây điện, lỗ ở cắm điện. Một số việc làm thiết thực để tiết kiệm năng lượng điện ở trường và ở nhà là tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, dùng loại đèn tiết kiệm điện, chỉ sử dụng quạt và máy điều hòa khi cần thiết, không mở tủ lạnh quá lâu và nhiều lần. Em có thể thực hiện được việc sử dụng an toàn và tiết kiệm điện ở trường và ở nhà.